Chi tiết này thì coi như mình cũng hơi tò mò một chút xíu nha thầy Trần. Thì hôm bữa thì là thầy Trần cũng có nói là coi như là quả báo thầy Trần Đúng rồi. là ngày trước thầy Trần có kiện cha thì Hồi có xưa tức là Bình Phước ở cả, cho nên là lúc đó là tôi chỉ làm cỏ ngày 25.000 thôi. Rồi sau này phát triển ra từ từ nó thấy tôi làm được, người ta kêu tôi nhận khóa, cái nhận nhận như đẩy cỏ hay là gì dãy cỏ, tôi lãnh khóa rồi tôi kêu anh em lên. Đầu tiên thì kêu vài ba người, sau này tôi lại kêu anh em lên đông. Tới lúc đó người ta lại thấy mình làm được, người ta lại giao cho cái vườn mì, trồng mì, dãy cỏ mì, rồi xong tôi lại nhổ mì. Rồi phát triển sau này nữa là người ta thấy mình làm được nữa, người ta lại giao cho mình làm cao su. Khi đó là mình là lãnh coi như là đóng bầu cao su rồi trồng ương hạt các thứ đồ. Để khi mình làm được cái đó nữa, thành công nữa, là người ta thấy mình có nhân lực và có một cái thể chất làm ăn. À, người ta lại giao cho mình ví dụ như công ty Long Sơn ở bên Châu Đức và bên huyện huyện Kiến Đức ở tỉnh Đắk Nông, thì lúc đó là đi qua toàn là qua đèo qua suối qua dây cáp không á, băng sông băng rừng á, mà tôi dẫn là 70-80 công nhân đi làm. À, khi đó là gặp cái công ty đó là gọi công ty bóc lột sức công nhân. Khi mà tôi đi làm á, ví dụ như tôi làm 70-80 người mà trong khi đó không có đưa tiền tôi, chỉ có đưa gọi là tiền chút đỉnh để gọi là tiền đủ tiền khô cơm khô, cơm khô bát gạo thôi, không có đưa tiền. Ví dụ mình làm xong là người ta chỉ đánh lộn mà trừ thôi, trong khi đó tôi là đầu não, tôi làm sao mà giải thoát anh em công nhân tôi cả. Bây giờ tôi nói như vậy, kêu anh em tất cả bỏ nồi cơm chén bát cái gì nặng là bỏ hết, chỉ lấy vài bộ quần áo đi theo, tại vì người ta kiếm là kiếm những thằng nào lão với tôi đúng không, trong khi bà con của bác đi dài 70-80 người này lúc đó là giang hồ, mà giang hồ sao đen không, là huyện Kiến Đức á, là coi như là vô trấn lột công nhân đó, công an cũng có nhưng toàn là binh tụi nó không. Đó coi như là vô phá rừng phá vọng mà người ta đưa tiền bồi thường đất mà không bồi thường đất á, là chứ coi như là vô trấn áp người dân đó. Người nào trồng mì là trồng mì gần đường nhổ, là coi như vô vô là có bảo vệ vô khác. Ví dụ như bữa nay là bảo vệ này kêu vô là trồng mì, mà tới rừng mì và gần đường nhổ là người khác vô, bảo vệ khác vô là nó tôi không biết đó. Coi như là đụng thì giang hồ tới kéo vào mầm, công an tới là mầm, người dân chẳng làm gì được hết. Trong khi đó là tôi nói bạn với công nhân tôi đêm nay tôi sẽ trốn, tôi mang cái giày tùm cút tới đây nè, giày cũng như không cho gắn hổ nó cắn mình được á, là tôi lúc đó là tôi đi, lúc đó tôi đã vợ chồng tôi đã chia tay rồi, tỏ giận rồi, vợ tôi đi ôm ôm coi như là ôm con đi Bình Dương đó, đi gửi đứa Vĩnh Long đứa cuối cùng đó, là vợ tôi khi đó là vợ tôi là đi Là cái lúc đó là đẻ đứa thứ hai rồi đúng à? rồi đứa thứ hai đó, là coi như là vợ tôi là coi như là đâu lúc đó là chưa đẻ đứa thứ hai, là vợ tôi đã coi như là đã đem bé lớn đi gửi rồi, đem bé lớn gửi Vĩnh Long á, lúc đó là chỉ có mình vợ tôi đi thôi, đi làm thôi. Rồi khi đó là tôi lại là đi, khi đó tôi coi như là tôi lại đi trong rừng, đi ra ban đêm, tôi đi ra tới ngoài đường bộ, rồi tôi điện cho xe quân chủng nè, coi như là 2 chiếc xe 5 chỗ, 50 chỗ ngồi, 2 chiếc xe là coi như 100 chỗ ngồi đó, tôi điện đến trước. Tại khi mà tụi giang hồ nó đi kiếm tôi không thấy, là tôi trốn cặp mấy đường mà nó kiếm tôi không thấy, nó sẽ không làm gì được công nhân tôi, tại vì đầu não là tôi đó. Nó khi nó chiếu theo cái hợp đồng lao động, gọi là hợp đồng mình hợp đồng làm cho nó, mà giờ mình bỏ đi cái công việc đó ai làm, mà trong khi đó mình làm mình ứng tiền nó không cho, rồi mình ở đó rồi mai mốt mình lấy tiền đâu trả công nhân. Trong khi đó là nó muốn quýnh công nhân mình đứa nào là nó quýnh, mà nó thấy gái mình dẫn đi gái đứa nào mà đẹp đẹp mà không biết con hiền nhà hiền lành gì, nó cũng đi dỗ mong người đó, mình thấy không ổn. Mà đa số là người người ngoài miền ngoài vô mà, là mình thấy mấy này rồi nó xỉn vô, nó đủ má đủ mẹ, không xin lỗi con bác anh chị, không phải là con nói đủ má đủ mẹ, tại vì đây là cái câu nói của nó thật lại thôi. Rồi xong tôi rồi tôi thấy không ổn, bắt đầu tôi đi ra, tôi mướn xe rồi tôi là ra ngay chợ, gọi là chợ bây giờ là chợ Sóc Bông Bò đi vô đó, coi như là Minh Hưng đi vô đó, Sóc Bông Bò đó, qua mới qua Kiến Đức ở, mới qua ở huyện Đức. Rồi trong khi đó là tôi kêu công nhân lên xe đi, trong khi đó tôi kêu một thằng lính tôi là chở bằng xe ra, chở tôi bằng xe ra đó, chở rồi là tôi đeo áo mưa vô đầy mặt như nè, coi xong cái đầu tôi với bịt khẩu trang tôi chạy xe ngồi sau kia chạy mưa nữa, coi công nhân lên xe. Trong khi đó tôi kêu là bây giờ anh Chủng chở, anh Chủng hiện tại là coi như là Trà Vinh Bình Phước á, mà anh cứ chạy xe chở về tới Trà Vinh thì tôi khi đó mà tôi trả tiền cho. Khi đó là chiếc xe chở anh em công nhân tôi về tới quê rồi, là coi như là mình thoát ở chỗ đó. Nó đi tìm mà nó tìm nhiều lắm, giang hồ đi tìm coi như là lùng sục rừng lúa, lùng sục có cả chó nữa, chó lùng sục nữa, mà không tìm thấy được, tại một khi tôi đã thấy không ổn rồi, tôi không để công nhân tôi gọi là chịu áp lực, chứ lại làm sao này trồng cho nó mấy ngàn mẫu thu xong tôi không có 1.000 đồng về mà còn bị quýnh nữa, làm sao tiền ăn tiền uống không có, mà gắn hổ thì rừng đi tới đâu cũng gặp gắn hổ cả, đi tới đâu cũng gặp mấy gặp. Kể hồi đó nếu mà tôi xui á, mà tại vì tôi xuống dưới quê tôi mời công nhân kia kiếm anh em công nhân làm, khi đó là tôi nói với quan xã là bảo đảm công việc làm cho người ta rồi, ổn định rồi, người ta mới tin tưởng tôi bán chó bán mèo bán gà bán vịt gửi đem con đi gửi học.
nên trở thành là cái sự thật nó không được thành công, kể cả bản thân tôi đi lên coi rồi mà vẫn bị gạt. Cho nên là cái vấn đề đó sau này tôi không đi nhận rừng luôn nữa, mà tôi chỉ nhận cao su trên Long Thành thôi. Coi như là ai kêu đóng bầu đóng bọng là tôi nhận hết, ví dụ một bầu là 500 đồng rồi đó, thì một ngàn bầu 50 ngàn, 100 ngàn bầu thì coi như là 500 ngàn, đúng không? 5 triệu, một triệu bầu thì coi như là 50 triệu, đúng không? Coi như là một bầu 500 đồng, 1 ngàn bầu thì coi như là 500 ngàn, 10 ngàn bầu thì coi như là 5 triệu. Đó, 1 triệu bầu thì coi như là nó 50 triệu, trong khi đó là anh em mình làm chi nhau, tại vì Trà Vinh làm rẻ lắm, mà trong khi đó lên đóng cái gì mà một ngày người mấy trăm ngàn đó, nó hơn Trà Vinh là tới mấy lần. Cho nên bà con cô bác ở dưới quê miền Tây rồi nó Sóc Trăng, Bạc Liêu này, Vĩnh Châu rồi nó làm tôi nhiều lắm, à Là lên đây làm. lên làm cho tôi là coi như một ngày người ta làm mấy trăm, người ta thậm chí sáng mà mờ 1-2 giờ khuya người ta còn bắt cái ghế ra bắt đèn rồi là người ta để đóng bầu nữa, đóng bầu xuống cái bầu lớn lớn nè, bầu lớn rồi bằng cái giò mình này đó, rồi đóng xong cái mình đào lỗ mình chôn xuống rồi bỏ hạt tưới nước lên rồi là nó sẽ sống, nó sẽ mọc mọc lên, nó dựng cây lớn là người ta lại cắt cái da ra, người ta ghép 21 ngày sau mới băng lên cắt đầu nó là coi như là sống. Rồi cái cuộc hành trình của thạch sinh như vậy thôi, rồi sau này có đem thêm một con, đem vợ về, rồi tiếp mang vợ về, vợ lại ghen tuông có thứ nữa, ghen tuông có thứ là vợ lại hả mang thêm một đứa bầu sanh năm 2007 đó, là cứ như vợ lại chạy tiếp nữa Là đứa đó. 2207 là coi như con của thằng Sarin hay là con Đúng của ai? rồi, con của tôi cả, À là cái đứa thứ thứ hai, hai này đúng không? đúng rồi, đứa thứ hai này Ừ. nè. Rồi xong xuôi rồi thời gian sau là vợ thật sự đi lại đi theo, đi có chồng, gọi là có gặp thằng Long ở Tây Ninh đó, là đó là đã chồng hai đó. Mà mình đầu tiên là gặp mũi tôi phá thai, tôi không kể qua cái đó, chuyện đau đớn thôi bỏ đi. Cái nào qua rồi thôi anh Ừ, ơi. đúng rồi, không kể chuyện đau đớn nữa. Rồi xong cái câu việc có thật xin là vậy là xong, coi như đến ngày hôm nay là thật xin đã gọi là đã già rồi đó, đã bây giờ đã từng tuổi này không còn gì để tiếc nói nữa rồi, cũng hết rồi. Mong bà con cô bác cô chú anh chị rồi là cũng khép lại đi, tại vì cũng mệt mỏi rồi. Cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thật là cuộc sống của thật sự là gọi là vất vả lắm, từ nhỏ không bao giờ được sung Là sướng. cuộc đời là cái như từ nhỏ đến lớn là chắc cả hẳn là cô chú chị cũng đã hiểu được rồi đúng không? Là bữa nay là kiểu là cái tâm sự của anh em. Thậm chí mà hồi nhỏ thấy người ta chạy chiếc xưa, chiếc gọi là chiếc FX á, mà người ta bán cũ lời 3 triệu bạc mà xin tiền mẹ là không có, tại vì mẹ không có đủ gạo để ăn nữa, mà làm sao mà để. Bởi vì cuộc đời của thật sự rất thương mẹ và rất thương cha, cha đi đào với gốc cây này nọ, không phải là để nuôi con cháu, mà hai chị đều có chồng rồi, chồng coi như là chồng cũng gọi là chưa hoàn hảo gì mấy á, rồi hai chị nuôi mấy đứa con, rồi trong khi đó thật sự đi làm mướn này nọ như dồn vô nhà hết, con cháu mình mà bỏ ở đâu, trong khi đó là dồn vô cái con mình chưa chắc mình đã nuôi được như nuôi cháu. Có một cái chi tiết này thì coi như mình cũng hơi tò mò một chút xíu nha thầy Trí. Dạ. Thì hôm bữa thì là thầy Trí cũng có nói là coi như là quả báo thầy Trí Đúng rồi. là ngày trước thầy Trí có kiếp cha thì Hồi có xưa tức là hồi thật sự có thể là hồi kiếp trước, có thể là thật sự kiện cha mẹ thật sự, cho nên là kiếp này là cha mẹ thật sự con thật sự kiện lại. Thật sự rất thương cha mẹ, không ai thương bằng, không phải là bà con là không thương bằng cha mẹ. ý là coi như là đều là kiếp trước Đúng rồi. à, nên là cô chú anh chị không hiểu á, là coi như cũng có bình luận là bảo là coi như bữa sau mà coi như thầy sẽ đi trước là kiếp cha, Không nhưng mà không là ý là nói là cái kiếp trước cái gì nữa. thương cha nhiều lắm, thương mẹ nhiều lắm, cha mẹ chặt tay là để trên đầu, dù là nghèo khô gắt áo ôm tay chân bẩn thỉu, nhưng mà cũng là một đức sinh thành, gọi là 10 cu mang 9 tháng 10 ngày mang nặng để đau, không mình không cho được mình của cải để gọi là nhà lầu xe hơi, hay là không cho mình được sự nghiệp, nhưng mà cho mình được cái một cái cuộc sống, và dạy cho mình được một cái cách sống như hiện tại, là thật sự rất quý và rất thương cha mẹ nhiều. Và thật sự cũng không được gọi là bây giờ hồi như hồi xưa cha mẹ còn như bây giờ là thật sự cung cấp ăn đầy đủ, nhưng hồi xưa ăn thiếu chứ không sao, thậm chí mẹ thật sự còn đi vòng vòng, ví dụ như ai đã cho bánh cho trái hay bất cứ cho gì đem về cho cha đó, đói khát vấn đề thiếu chứ không sao lắm. Lúc thật sự nói tới cái vấn đề mà thiếu ăn thì nghẹn ngào, lúc đó không có cơm ăn đi lấy công gặt, người ta cũng không cho, mấy chị đi đi làm mướn người ta không ai mướn, đi cắt lúa người ta cắt rồi mà còn gốc gạ người ta kêu cầu cắt rồi người ta cũng không trả tiền nữa. Cho nên là khi đó về quay về nhà là mẹ đi xin người ta được một cục con mười lớn như nè, nói là không bao giờ nói gian nửa lời, xin được một cục con mười lớn đem về nấu cháo, nấu cháo chỉ cho em út ăn thôi, cha với mẹ với bản thân thật sự là chỉ đứng nhìn em ăn thôi,
đói tới thậm chí cỡ đó hồi chưa được năm 2000 đó nha, đói Ừ. vậy đó mà cái người làm khổ mẹ nhất là chỉ có em út thôi. Em út là cái người gọi là em út đó, là mẹ coi như là mẹ để em út hai nền nhà ở với mẹ, mẹ cho hai nền nhà, trong khi đó là em út bán cho Thạch Serin hết. Hồi Ừ. năm 2011 á là Thạch Serin mua hai nền của em út luôn, mua hết trả tiền em út rồi, trong khi em út nó có vợ nó ở bên vợ nó không được là nó quay về nó sáu anh cho em ở nhờ với, mà trong khi đó chừng nào em có nhà rồi em quay đi vậy, em cũng thường cái vợ em nó ok ở, trong khi đó nó đem bạn bè nó tới rồi mình có con gái nè mấy đứa nhỏ nhỏ rồi bạn bè nó toàn là mấy đứa nhậu nhẹt quậy bạn các thứ không, nên là Thạch Serin thấy như vậy Thạch Serin nó thôi hai chồng mình lên đi là kiếm việc làm. Ừ. Đó là cái năm 2005 là tôi bước đi cho lên Bình Phước làm cỏ ngày 25 đó, là Ừ. cái gì tôi tự giả em tôi bỏ cho nó tới khi sau này nó gờ bạc rồi có thứ rồi nó ăn chơi đó, bạn bè lêu lổng nó bán hết nền đi, rồi tôi hỏi mẹ tôi thôi kệ tội nghiệp em để người giang hồ chém nó. Rồi sau này tới mẹ già mẹ chết đi, tới ngày mẹ chết mẹ điện cho nó còn không lợi nữa, tới mày chết rồi nó mới lợi. Tôi hối hận lắm, nếu tôi còn dưới quê không kịp cái hơi thở mẹ luôn, tại vì tôi lúc mẹ điện cho tôi á là lần nào tôi cũng về hết, tôi đưa mẹ vào bệnh viện cứu mẹ được sống. Cái ngày mà sau cùng là nhất mẹ điện cho tôi á là tôi còn kẹt ở trên này và đi về thì không được, phà cái lái nó không mở cửa cho nên về không kịp, tới chợ khuya khuya về thì mẹ đã mất hơi thở cuối cùng trên giường rồi. Mà khi đó mà cái cảm tính của Thạch Srin lúc đó là Thạch Srin nói nghẹn ngào, khi đó là mẹ Thạch Srin á thương Thạch Srin nhiều nhất trong nhà, và Thạch Srin là cái người con có hiếu nhất trong nhà luôn. Nếu mà nói như này Thạch Srin là cái người con có hiếu, không phải là mấy chị không có hiếu nhưng mà mẹ Thạch Srin là chỉ thương con trai nhiều hơn, con gái mẹ ít có thương lắm, mẹ thương con trai nhiều dữ lắm. Cho nên khi đó là cái quan tài của mẹ, quan tài của mẹ nằm như vậy nè, mà khi mà Thạch Srin nghĩ cái đèn cầy ha, cái đèn cầy mà có cái chân đèn cầy á Ừ. mà cái gọi là cái khăn khăn mình để tang mình để trên vai nè, mà khi đó mà Thạch Srin đi ngang cái đó mà cái sức lực của Thạch Srin mà đi ngang cái đèn cầy để văng luôn, nhưng mà kỹ như mẹ Thạch Srin kêu là gọi là như mẹ kéo tay Thạch Srin lại, đây là Thạch Srin không bao giờ nói dốc để gọi là để cho bà con cộng đồng trên mạng là thương Thạch Srin đâu, đây là cái xã Đa Cần ấp Đa Cần là gọi là ấp Bình Trị xã Hòa Thuận ấp Đa Cần đó, ấp Đa Cần xã Bình Trị xã Hòa Lợi ấp Đa Cần, coi như là làm đám mai nhà chị Tư đó, làm đám mai mẹ đó, coi như là hả cái chân đèn nó kéo cái áo Thạch Srin quay lại nhìn vô mẹ, nhìn vô cái quan tài của mẹ mà rơi nước mắt từ trong trái tim rơi ra, rồi không biết làm sao hết, rồi xong xuôi rồi á đem mẹ Thạch Srin đi đi rồi là làm đám xong xuôi rồi đem đi thiêu ở trong chùa, là Thạch Srin lên đi làm nữa. Lúc đó là thời gian đó Thạch Srin cạo đầu chổng lóc luôn, bao nhiêu ngày không ngủ được nhớ mẹ nhớ lắm. Lúc mà mình về hả Thạch Srin thậm chí là 35 tuổi còn về ôm mẹ để gọi là mò vú mẹ nó, con xin lỗi bà con cô bác nha, thật Thạch Srin thương mẹ nhiều lắm, nếu không tin thì cứ hỏi chị của Thạch Srin là hiểu. 35 tuổi rồi mà đang còn ngủ với Đúng, mẹ. tôi vẫn còn về nằm ngủ với mẹ còn, tại vì mẹ tôi á bà mập 90 mấy ký, bà bự lắm mà bà thịt bà mắc rồi à, trong khi đó bà ngủ là bà hay cởi áo lắm, bà ngủ là bà ngủ trên cái giường mà gọi là cái giường 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 ấy giường hộp cái giường giường bằng ván á, máy quạt hai cái mà đủ mát bà, trong khi đó thạch bà rất mát, mình ôm thì ôm mẹ mà mò vú mẹ luôn á, thương mẹ mà thương không nghĩ là mẹ với con vấn đề đó quá đáng đâu, đó là mình thương mẹ thôi. Đến lúc mấy chị của Thạch Xuyên lại còn đem vú của mẹ đút vô miệng nè, nói là Thạch Xuyên thì chưa nghĩ bú này bú miếng này mày cho đỡ nhớ mẹ. Mà khi sáng mà Thạch Xuyên mà chia tay mẹ mà đi làm trên Sài Gòn Bình Dương là mẹ đều rơi nước mắt cả, Thạch Xuyên cũng là nghẹn ngào không nói được câu nào luôn. Để không lo cho mẹ được cái gì cả. Rất là cái ngày mà coi như mẹ mất đó, là coi như Thạch Sơn đang ở đâu? Tại Đồng Nai nè, cho kêu gọi là kêu chị vợ nè, kêu vợ về đưa con nhỏ giờ gái thứ ba này về cậu tăng mẹ, mà vợ không về không cho con về luôn, không cho con vợ về rồi tăng, chỉ con nhỏ thứ hai mới được rồi tăng mẹ. Là vợ là coi như không cho con về đôi tang luôn, sao mà tội dữ vậy. Em nghe thầy cho đi nói không, tôi như cũng không cầm được nước mắt luôn, khi đó là đến bây giờ là coi như là dính vào coi như cái mà coi như
Nhưng mà thật sự riêng mà còn ở xong xong tới bây giờ mà nghe con tù rồi chỗ này chứ có nước ba chết đúng tại bà thương thương riêng nhiều lắm. Bây giờ tôi đốt nhang tôi gian giái bà cho con thoát qua đang khỏi đi, con còn đốt nhang cho mẹ cho cha. Bà đời của tao xin cổ lắm nhưng mà giờ có vợ của con vậy đó. Thôi bây giờ tôi cũng hết gì để nói với bà con cô bác rồi, con chào bà con cô bác anh chị, chúc bà con cô bác anh chị có sức khỏe để gọi là chương trình đi tới nữa, coi như cuộc đời thật sự rất bất hạnh, không có như bà con cô bác anh chị hoàn thiện đâu. Nói chung là đó là những cái mà thầy cho nên kể về cái cuộc sống từ nhỏ đó cô chú anh chị, nhưng mà nghe nói đến cái chỗ mà coi như mẹ chết mà coi như vợ không cho về thắp nhang, không cho cháu về thắp nhang ấy, thì cô chú anh chị nghĩ xem là coi như có đau xót không quý vị. Là cái lúc đó là thầy cho nên là đang ở ở chỗ nào, Cát Lái hả? Đây nè, kế bên đây là mướn nhà đây luôn nè, kế bên đây nó dính với cái phòng trọ đang đấy, tôi có mướn căn nhà, mướn nguyên căn đó. Là cái lúc đó là mình có về không? Hả? Cái lúc đó thạch Sarin là coi như có về luôn cái lúc đó Không, lúc đó là cái nhà ở vườn dưới mà. Thạch không? xin về, về như vậy, đầu hôm về không được, phải lái đóng cửa rồi. Hầm kim đóng cửa, không có biết đường về. Đợi khuya về, về mẹ đã mất rồi, mẹ chúng ta đã. Là có một mình thạch Sarin về thôi à? Mấy chị về chung hết, chị thứ Không, tư rồi đang về. đang nói là vợ con có về không? Về nhỏ lớn cho nó về trước mấy ngày để nuôi bà rồi. Nó về kịp thở bà nội mất là nó kịp nhỏ lớn. Nhỏ có vợ chồng rồi, còn nhỏ thứ ba nhỏ lúc này nè. Mẹ nó không cho về, điện cũng không bắt máy luôn. Mẹ nó có về không? Không. Cứ nói thì dù ghét bỏ gì mẹ chết lần cuối rồi thôi về thăm mẹ chút đi, đốt nhang cho mẹ một cây đừng cho người ta dị nghị là sau này là con dâu vậy thế này thế kia để còn để mặt mũi với tôi ấy. Này nó không có về tôi không biết ăn nói làm sao, chị em anh dâu anh rể chị dâu anh rể ai cũng về hết mà trong khi chỉ có nhìn lại bản thân tôi là giờ tôi không về. Nói chung là cũng không thành trung cũng không có ý là coi như gơi lại cái nỗi đau, nhưng mà khi cũng muốn là coi như kể cái cuộc đời của thầy Sarin á từ nhỏ cho đến bây giờ Thật sự cho thương cha mẹ nhiều lắm, thật sự kể cả đi làm nước đá cho anh ta mà 1 tháng 150 mà chủ nhà ta cho ngày 2.000 một tuần lễ là thật sự để đem về cho mẹ được 14.000 rồi đó, ngày 2.000. nói chung là cái cuộc đời mà cũng có cái lúc nọ lúc kia gặp cái biến cố, thì ví dụ là cũng có gặp cái biến cố như vậy thì coi như cô chú anh chị cũng mới biết được là coi như đến cái tên của thạch Sarin, chứ không gặp cái biến cố thì chắc có lẽ là coi như cô chú anh chị trên cộng đồng mạng cũng chả biết thạch Sarin là ai đúng không. Nhưng mà đến bây giờ thì cái sự việc của nó cũng đã qua rồi, cũng coi như là mình cũng đã trong sạch rồi. Thì cái thứ nhất là tất cả cô chú anh chị cũng đã coi như chúc mừng thầy cho Rin, để lại rất nhiều những cái bình luận là mong sao thầy cô Rin sẽ cố gắng coi như sống tốt để lo cái tương lai sau này, đang còn con gái út nữa, cũng như là coi như có thể là sau này là cái như lại tập trung vô cái như xây dựng gia đình tiếp. Thôi cười lên cái con nào. Kể kể lại chuyện cũ mà cái như lại khóc thứ tha rồi. Chỉ thương mẹ thôi, mẹ khổ không bao giờ mẹ được sướng thế nào cả, khổ gì con cái hết. Thì người mẹ nào cũng có như như vậy cả, người mẹ nào cũng hy sinh cho con cái cả một đời hết á. Mẹ tôi hả, ví dụ như hai con trai tôi ăn canh, anh hai anh năm anh ăn khô là bảo làm 2 món hoặc 3 món và đem bới cơm ra riêng cho con, đứa tô đứa chén này nọ thứ sắp cho con hết. Mà tôi trong nhà là bà biết tôi ăn nhiều nhất, tại vì cái gì tôi cũng ham ăn hết á, nhưng mà tôi làm dữ lắm, mà tôi làm nhiều hồi nhỏ tôi ham ăn, bây giờ thì mình không nói mẹ ăn không ăn nữa. Có những cái món ăn nào ngon là bà để giấu cho tôi, cái cây ví dụ như 3 trái bà để dưới 2 trái rồi đó, bà thương nhiều nhất. Rồi tới chừng có anh Út thì bà cũng chia sẻ cho anh Út nhiều, thì cứ kệ em mình mà mình làm anh mà, nên như chia sẻ miếng ăn cho em nó
Kể cả tôi nói tôi đi làm mà ai cho tôi 1.000 hay 500 đồng vậy, tôi đem về cho mẹ hết. Ví dụ những ngày thường rảnh không đi làm gì, tôi ở nhà tôi đi vô rừng, tôi bẻ củi bẻ bọng đem về thêm, tôi chặt thành khúc 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 vậy, tôi dựng lên đóng 2 cây nọc lên thành được 1 thước, là tôi bán được 50-60 là đưa cho mẹ tiếp. Tóm lại gia đình khổ mà cứ đi kiếm được đồng nào thì đem về phù hợp với gia đình. Tại lúc đó bà chị thứ ba bà cũng có chồng chồng bỏ đem về 2 đứa con, rồi bà là đi theo chồng bà nữa đó, cứ đem đẻ xong đứa bà về tội nghiệp bà. Nó tóm lại lúc đó là cũng cái cảnh đời khổ của bà, cho nên là thôi mình cũng trách móc chị mình. Lúc nhỏ mình bệnh thì chị hai mình chị ba mình cũng ẵm mình, lúc tôi nhỏ tôi cũng bị giục cắn này, chị ba tôi ẵm đi chích thuốc mấy tháng trời luôn. Chị Tư đây nè, chị Tư nè, chị người đi làm mướn người ta để lấy tiền chích thuốc cho em mấy mấy năm trời luôn đó. Tôi từ khỏi chết và khỏi sống mà là mẹ lần thứ hai đó. Hồi xưa là tôi xém nửa chết gì cũng chuột xả cắn, 3 tháng trời sưng cả giò vậy nè, rồi lại thuốc gọi là cơn chuột khó cắn, là nó cái mùi nó theo nhau cắn mình chết đó, nọc độc nó như cắn hổ đó. Xong cái bắt đầu trúng được là lấy cái con nhái mình với rượu trắng nó đâm vô bỏ vô nó mới rút hết. 3 tháng trời nó không rút, nó chích thuốc chích áp xe đứt luôn, Là con chuột hả? con chuột mà mỏ dài dài kêu kinh 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 kêu xa đó, À, chuột hôi á chuột hôi ấy, nó kiểu mà theo đuôi cái mùa nó theo đuôi nhau, nó cắn mình là từ bằng giò lủng tới bằng chân giò này, nó cắn một phát một là có nọc độc vào hình như gắn là hổ. kêu ở ngoài Bắc là kêu bằng con chuột chù á, Nọc đó độc lắm, con chuột hôi ấy. coi như hồi đó tôi còn nhỏ tôi sợ ma, tôi không dám đi ra ngoài đá, tôi đá ngay dắt đi ra nè, tôi sợ Giờ con giờ báo còn bên sợ nữa. ma Không, giờ chỉ sợ không có tiền thôi. Chỉ sợ không có tiền với không? Đang còn một sợ cái nữa, sợ vợ sợ con, giờ là sợ vợ với sợ con nhất. mà sợ 2 đứa con thôi, nhà thứ ba tôi Út tôi không sợ đâu. Là giờ là sợ vợ với sợ con nhất, đến đến cái thời điểm này nó là coi như còn hơn là coi như rắn độc. Rắn độc cắn thì mình có thể là Thôi chịu bỏ được. đi, bây giờ bỏ như này vợ con ra là mình không nhắc tới nữa, những người mình không cần, không đáng để mình nhắc. Đó, người ta đối xử như thế nào thì cái no đủ và cái đau khổ mình đã nhận đủ rồi, mình không cần phải gọi là Thôi nhắc thì tới coi những như đau nữa. cũng rất cảm ơn thầy Charin cũng đã chia sẻ Rồi. cái câu chuyện cuộc đời của thầy Charin cho tất cả mọi người được biết. Thì thầy Trung cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Thì nói đúng Chào là con chú anh chị. thì cũng muốn biết cái cuộc đời của thầy Charin như thế nào, cực khổ vui buồn như thế nào, để chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị những cái thăng trầm trong cuộc sống. Thì anh em cũng kết thúc cái video ở đây. Xin hẹn tất cả cô chú chị vào những cái video tiếp theo.